Bạch thầy, thầy giải thích thế nào về cái hiện tượng đắp đá? Hiện tượng gì đó? Cái hiện tượng liệng đá đó. Dạ. Ở đây là một câu hỏi rất là thú vị. Ở đây chúng tôi tin chắc rằng là có nhiều người trong chúng ta đã xem qua bộ phim Ghost do Hollywood thực hiện. Demi Moore là nữ diễn viên chính trong bộ phim. Trong bộ phim đó đó, người chồng tỷ phú, tức là chồng của Demi Moore đó, bị mưu sát do chính người bạn thân của mình. Cái mưu sát đó không chỉ đơn thuần ở chỗ là tước đoạt cái gia tài vài triệu đô la, mà còn tước đoạt luôn người tình nhân rất đẹp. Khổ đau cùng cực và hận thù cùng cực, hư linh này không cho phép mình ra đi. Anh bám lại trong ngôi nhà, có mặt ở nơi nào mà Demi Moore có mặt. Và mỗi khi người bạn bất nhân bất nghĩa có mặt để dê giảng và dở trò chưa bắt giới, thì anh ta khổ đau và muốn ôm thế để đánh đập, mà càng ôm anh ta càng nhào lộn và bị té. Anh ta đi lẳng thẳng lơ thơ đến một cái khu ga xe lửa, thì tại đây gặp một tên quỷ rất là dữ, và tính cách ma cũ hiếp ma mới đã xuất hiện. Cái ông ma cũ để đánh như tử người tình của Demi Moore, thì sau đó cũng dạy nghề. Thì anh này mới hỏi là làm thế nào để tôi có thể điều khiển, như là ông đã dùng những cái chai Pepsi liệu vào mặt tôi và tôi bị té lộn nhào như thế. Ông nói thế giới của cõi âm là thế giới của cái tâm, mà muốn như thế anh phải thừa nhận rằng anh không còn là người sống nữa. Chứ nghĩa là anh là người sống, anh dùng tay anh đấm thì anh đấm bằng cái ảo giác, phải đấm bằng cái thực, cho nên phải thừa nhận cái cõi âm và mình đang sống với nó, cho dùng tâm thức để điều khiển và chi phối thì vật có thể được di động. Chứ tôi cho rằng là đạo diễn của bộ phim và kịch bản bộ phim này hoàn toàn hiểu rất sâu sắc về đạo lý cõi âm ở trong đạo Phật, và có lẽ có những sự tư vấn của các nhà ngoại cảm ở phương Tây. Anh ta đã thực tập giống như là dương quá mà thực tập nhất dương chỉ đó. Từ lúc xiệt một cái là đối thủ dân tứ tung, lúc xiệt một cái bị ta đánh cái té nhào, khi được khi mất, khi thành khi không. Và nhờ huấn luyện bằng cái vô thức, tức không dùng một cái cưỡng lực để tạo ra sự thành công, cho nên hư linh đó đã thực hiện được. Áp dụng sự thực hiện này, anh đã trả thù được kẻ thù của mình. Và cuối cùng đó, anh ta dùng cái trí để di chuyển một số vật ở trong nhà, làm cho người bạn thân có cảm giác rằng là hư hương hồn của người quá cố đang có mặt và cản trở cái cuộc tình. Sợ hãi quá, người này lao chạy và cuối cùng xe tông vào mà chết. Nhờ nhà ngoại cảm người da đen, sự truyền thông giữa cặp tình nhân trong sanh và tử đã làm thỏa mãn được tình yêu, và hư linh triệu phú đó vẫy tay chào với người tình trẻ đẹp của mình trong nước mắt và trong hạnh phúc. Kết thúc cái câu chuyện phim này đó là cho chúng ta thấy là hương linh của nhà tỷ phú đó, nó có một vầng sáng hào quang đẩy lên trên không gian như là được rước về chư thiên, tức là lên thiên đường theo quan niệm của Thiên Chúa giáo, do Thái giáo. Còn hương linh của cái người ám sát để tước đoạt tài sản và tước đoạt tình đó, bị các quỷ sứ lôi xuống địa ngục và khổ đau la hét cùng cực. Vấn đề mà chúng ta thảo luận ở đây là làm thế nào để điều khiển và chi phối các cái vật đó. Khi còn sống có một số người có các năng lực giác quan và có thể làm thôi miên người khác, chỉ huy và khống chế cái luồng tâm thức của người khác yếu hơn mình theo cách thức mà mình muốn. Những người có được năng lực như thế thì khi qua đời mới có thể thành công trong vấn đề này, điều khiển và chi phối các vật làm cho nó chạy, nhảy, rớt, rơi hoặc là ném đá như bá mặt nghiêm đã kể. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, và ngay cả người có được năng lực đó không phải lúc nào cũng thành công được điều đó. Chùa Giác Ngộ gần Bệnh viện Nhi Đồng, tại đây có một số bác sĩ làm nghề rất là lâu năm, và kể cho chúng tôi biết á, mỗi khi các bác sĩ thực tập đến làm việc tại bệnh viện đó, thì họ phải được đưa vào trong cái phòng của bác sĩ thực tập.
Trong phòng này nó có khoảng 3 cái giường. Nếu mình nằm vào 2 cái giường á, từ cửa đi vào thì không có vấn đề chi. Suốt đêm hôm đó ngủ rất ngon lành. Còn nằm trên cái giường ở sát khóc á, thì không tài nào ngủ được. Dĩ nhiên là các bác sĩ tại đây không bao giờ nói chuyện đó cho những bác sĩ thực tập, vì chuyện đó là cấm kỵ, mê tín gì đó có thể dẫn đến mất chức, mất việc. Cô Phật tử lúc đang làm công việc bác sĩ thực tập đó đã vào nằm trên cái giường mà trước đây đã từng có các trẻ em chết trong sự cấp cứu. Thì các hương linh này có cái cảm giác rằng là cái thế giới của nó đang bị tước đoạt, cái giường của nó đang bị chiếm, và nó đang bị đè nặng lên, mặc dù trên thực tế không có. Cho nên các hương linh đó thiều thoạt lét, và cô này cũng có cảm giác là mình nhỏ thật sự, ngồi dậy đi tìm kiếm xung quanh đó, không biết đứa nhỏ nào nó chơi giỡn kỳ cục thế, nhìn tới nhìn lui không thấy, nằm xuống ngủ chút xíu nghe còn lát tiếp, vậy thôi ngồi dậy. Và trong một sự rối loạn tâm thần như thế đó, thì các bác sĩ khác đã đến cô giúp. Thì họ nói có phải chị vừa nằm ở trên cái giường sát góc hay không? Thì nó phải, thôi đổi giường đi hết rồi. Hương linh sống bằng cái nguồn tâm thức. Có người đó sống nặng về cái phần tưởng, có người sống nặng về cái phần tình, có người sống nặng về phần cảm xúc, có người sống nặng về phần tư duy, có người sống nặng về phần tâm tư, và có người sống nặng về cả luôn những thứ này hợp lại. Và nếu họ biết cách trong những cái hoạt động khi còn sống có được cái nhạy cảm giác quan đó, thì cái năng lực đó nó không mất đi, nó tồn tại với hương linh trong một khoảng thời gian và điều kiện nhất định. Thì hương linh đó có thể làm quạt lét và thậm chí đánh đập, làm cho mình có cảm giác là đau và nhức. Dĩ nhiên là sự thành công đó, đó nó diễn ra rất là hiếm tình huống, rất là hiếm tình huống, nhưng họ có thể làm được. Điều mà nhà tâm linh Phật giáo, bao gồm tăng ni và Phật tử chúng ta, khi gặp những hiện tượng như thế này, thậm chí chúng ta bị hãm hại chẳng hạn bởi các hương linh, như trong tình huống của các Maya theo quan điểm của dân gian đó, rút ruột, hay là các hương linh lơ kéo ở sông, hoặc là các hương linh bị tai nạn giao thông đó, ngay cái địa điểm đó đó, thì vào trước một tuần lễ hoặc là sau một tuần lễ của ngày qua đời của hương linh thì tai nạn thường xuyên diễn ra. Nếu chúng ta làm một sự quan sát về phương diện địa dư và vật lý, chúng ta thấy là những cái quãng đường như thế là hoàn toàn không khúc khuỷu và nguy hiểm để có thể tạo ra sự mất thăng bằng trong lúc điều khiển xe, hoặc là sự thiếu kiểm soát. Nó vẫn bình thường như bao nhiêu quãng đường khác thôi. Thì làm thế nào? Chúng ta lý giải về phương diện nhân quả rằng là mỗi người có cái nhân quả của sanh và tử, tuổi thọ và nghiệp khác nhau, làm sao hương linh khác có thể tác động được? Có một số hương linh khi còn sống mê tín dị đoan, khi đọc các cái loại dân học ma cho thấy rằng là muốn được siêu sanh đó phải tìm một người khác thế mạnh giàu, thì họ sẽ nỗ lực, và trong số ít người nỗ lực như thế họ đạt được thành công, cho nên họ đã tạo ra sự mất tập trung và có thể chết. Ví dụ trong tình huống của đại sư Trí Hải ở Việt Nam, ngay cái địa điểm nó chết đó là năm nào cũng có tai nạn, và sư cô thị giả sống sót còn lại kể chúng ta biết đó, ngày hôm đó là có một trận đá banh giữa Việt Nam và Thái Lan, mà anh này đó là nghiện đá banh, cho nên ảnh chạy trong đầu mà toàn là thấy cầu thủ đá đấm ở ngoài, rồi ta bắt cẳng, tai nạn diễn ra mà chết. Thiện linh sẽ điều khiển, nó dựa vào cái cấu trúc trường sinh học của cái người mà họ muốn hại đó, họ điều phối, và khi điều phối như vậy thì tai nạn có thể diễn ra, và thỉnh thoảng thành công, thỉnh thoảng không thành công. Dù là không thành công hay là thành công thì cái nghiệp sát của cô hương linh rất là nặng. Tại ngã ba Vũng Tàu và ngã ba Tiền Giang đó, nếu chúng ta để ý thì có hai tượng Quan Âm rất lớn để tại đây. Sau năm 75 người ta dẹp hai tượng đó vì cho rằng đó là mê tín dị đoan. Khi hai tượng Quan Âm bị dẹp đó thì tai nạn giao thông xuất hiện liền liền,
Bây giờ người ta sợ quá phải để từ Quan Âm và cúng qua quả, thì từ đó về sau không có chuyện gì xảy ra nữa. Vì ít nhất ma cũng sợ Phật và Bồ Tát, cho nên khi dựng tượng lên nó không dám hãm hại. Và cái mê tín dị đoan khi còn sống là phải hại một người khác để đền mạng, không có cơ hội được gieo rắc, mà nếu có nó cũng sợ không dám làm. Nhờ đó các tai nạn trong tình huống giao thông, trong tình huống chết trôi ở trên biển do bị đắm chìm trên sông nước không có. Do đó gặp những tình huống này chúng ta thấy thương cảm các hương linh nhiều, và do đó phải tổ chức các lễ cầu siêu để giúp cho họ được siêu sanh thoát quá.